Dạ. Có gì không? Gì? Hả? Cho em coi nè. Cái gì? Cho em coi nè. Ây bô mặt. Trời ơi ta. Cái gì vậy? Thôi ta 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 ta. Thì có một máy chơi tầng. Gì dưới vậy? Nguyên bóng đèn xị dưới đó. Cô bác ơi, thì giấc này mình cùng với người trai đi đến cái vị trí mà ông Tư vừa nói hồi sớm, có nghĩa là ngay chỗ núi Voi dưới kế bên chỗ cái ngôi chùa mà ông Mười tịnh tu ngày xưa đó nha, để đến đây tìm đến cái vị trí hang Vắng Hữu Hùng ông Tư chia sẻ. Nhưng mà cái để định hướng về cái hang của ông Tư chia sẻ thì hai anh em mình cũng đi lần đầu cho nên chưa biết cái vị trí ở đâu nha, thì chắc cũng lần lần hai anh em sẽ đi tìm đến vị trí đó rồi xem cái nó có nguy hiểm hay không, rồi hai anh em mới quyết định có thể chui vào trong đó để quay cái ngày xem hay không nữa. Đây có rất là nhiều ngôi mộ nè. Đây thì có một cái cây gì ta, cây nhãn với một cây thị ngay cái đường mình đi lên nữa. Thì theo như lịch kể của ông Tư thì người dân mình ở đây khoảng mười mấy năm về trước thì có những cái người dân đi ngang những cái khu này nè, thì cũng gặp cái con rắn hùng đó, nó bò ra cái vị trí nơi đây. Rất là nhiều người ta sợ hãi. Vì những vị trí này cả nhà mình thấy là mùa này là rào cận Tết ấy, cho nên vào mùa xuân rồi là nó sẽ dùng những cái lá khô rồi bên trên thì nó sẽ qua Tết để cho thay những cái lá mới chờ được mưa xuống. Ở đây mình không biết đi như thế này thì nó có nguy hiểm hay không, tại vì ở dưới những cái tán lá thế này là ẩn chứa những cái con rắn rồi những cái con rít, những cái này cái kia luôn, nên mình đi như thế này thì cũng hơi nguy hiểm. À, đây là cái ngôi chùa. Chỗ này ngôi chùa hả anh Tình? Đúng rồi, ngôi chùa. Chùa này nó bỏ hoang lâu lắm rồi, ở trong đó còn nhiều vết đạn bắn lắm á. Vậy hả? Hồi em đi vô thử biết rồi. Hồi để em vô trong thử coi. Ừ. Ngay chỗ này đi qua bữa hổm anh thấy ai cái gì đi phớt vào lúc mà anh đi 6-7 giờ chiều á. Ở trong đó có hình không biết là vị vua hay là vị tướng quân gì đó, không biết là phải của người Việt hay là của Campuchia không biết mà. Vậy hả? Nhưng mà cảm giác em đi vô trong đó lạnh lắm. Vậy hả? Tại vì chùa này nó có tên là chùa Thanh Thương hả? Không, chùa Thanh Phương là dưới kia. À, cái này chùa ông Mười á. Chùa này người ta hay gọi tên là chùa xi măng, biết sao không, cái nóc nó bằng xi măng, à là chấm xi măng ở trên hết luôn á, mà đi vô trong đó lạnh lắm nha. Vậy hả? Đúng rồi, để em đi vào thử chứ lâu ngày không có ai đi. Gì đâu anh ơi, hồi sớm mình nghe ông Tư nói là nó nằm ở bên cái vách nào ta, cái hang Vắng Hữu Hùng á. Chùa ở đây, nếu mà đi ngược xuống dưới lên có một cái cây to, đưa nước cây to đâu anh qua cái góc này cho phải cây to này không? Đây có cây to này. Bây giờ thì mình sẽ vào trong để viếng cũng như là để ghi hình lại cái ngôi chùa trong này cho cả nhà mình xem nha. Còn anh trai thì đi qua bên kia để tìm vị trí của cái hang Vắng Hữu Hùng mà ông Tư chia sẻ cho cả nhà mình đó. À, đây là cái ngôi chùa xi măng cả nhà. Qua ở trước cái vị trí chỗ cổng cái ngôi chùa xi măng này thì mình thấy có một cây me này khá là cổ thụ luôn nè. Thân của nó thì chắc khoảng hai người ôm á. Bên trong thì mình thấy có cái trước tiên mình đi vào á, ở cái đây không biết có phải là cái cổng chính hay là cái cổng cụ đây không biết, nhưng mà mình gặp cái kho tượng của ngài Đạt Ma Tổ Sư cả nhà. Cả nhà mình thấy ở những vị trí này là có cái tại sao lại kêu là chùa xi măng, như ông Tư chia sẻ là cái này thì được chấm bằng xi măng và đổ bằng xi măng không là cả nhà. Thì giờ cả nhà mình thấy có những lớp xi măng cũng có thể rơi rớt lúc nào nữa nè. Đây nữa nè.
Đây thì có rất là nhiều cái ngôi thờ. Thì hôm nay con đến đây cũng xin phép chư vị ở đây cho con xin quay cái đoạn video ngắn này chia sẻ đến bà con nha. Cả nhà ơi, đây là cái ngôi chánh điện này cả nhà. Vậy thì sớm mình đi ở bên kia, tức là mình đi ở cái phía sau của ngôi chánh điện. Còn ở đây là cái phía trước ngôi chánh điện thì mình thấy có thờ Đức Phật và cái bức ảnh của mẹ Quan Âm Bồ Tát. Còn vị trí này thì mình thấy có thờ một cái ngôi thờ, nhưng mà chắc có lẽ là mình nghĩ là một cái vị tướng. Nhưng mình thấy có đôi dòng chữ Tào kìa, nhưng do mình không có hiểu về cái chữ Tào cho nên mình không có biết được. Cô bác gần xa nào xem đến cái đoạn này mà có biết đến cái vị trí cũng như bức ảnh này thờ một cái vị nào á, cũng có thể chia sẻ cho Quỳnh Tân cũng như cô bác gần xa được biết đến cái vị trí thờ này là của một cái vị nào nha. Đây là cái khung cửa sổ ngày xưa người ta làm rất là nhỏ luôn cái nhà, vì những cái này là người ta đổ bằng đường thôi, với lại cát người ta trộn vô người ta xây. Khi mà mình đến vị trí này thì cảm giác nó hơi bị lạnh đó cả nhà. Vì khu này nó trên một cái đỉnh núi, xung quanh thì rất là nhiều cây cối luôn cả nhà. Mình thấy xung quanh là những cái tán cây rậm rạp. Thì có một cái ngôi chùa này lẻ loi ở đây thôi. Bên đây có một cái cây khá là to này cả nhà, nhưng không biết dưới cái cây này có phải là cái vị trí mà cái hang rắn ôn hùng mà ông Tư nói không ta. Ông Tư nói là ở một cái cây to lắm, nó nằm ở bên dưới á. Sao mình không thấy cái hang nằm ở đâu ta? Cô bác mình nhìn xem những cái khu vực này được xây cất ngày xưa là bằng những cái đường thôi, đường thốt nốt mà trộn với cát rồi xây cất lên tô rồi làm lên như thế này mà nó vẫn giữ kiên cố cho hàng trăm năm cho đến ngày hôm nay luôn cả nhà. Những cái viên đá của mình thì nó không có to lắm, những cái viên đá mình nó nhỏ thôi, nó tầm cỡ như những cái viên đá 46 hiện nay của mình. Ừ, có những viên thì nó hơi to hơn tí, họ sắp lên với nhau mà họ chám bằng cái đường thốt nốt trộn với cát. Để mình đi qua bên đây cho mình tìm cái anh trai mình đi đâu không có tiêu rồi không biết. Sớm anh qua đây để anh tìm cái vị trí chỗ cái hang. Tiêu rồi. Tình ơi. Tình. Dạ, gặp không? Rồi đi hết hồn qua đây không thấy ông, đứng đâu lạc đâu bắn rồi chứ. Vậy hả? Bên đây em thấy có cây to nè. Có hai cái ngôi mộ nằm phía bên đây. Ôi, ai treo cái gì đỏ đỏ trên cây ghê vậy? Đâu? Dạ. Đó. Thấy không? Trời trời trời. Cái áo hay gì á? Sao ai treo trên cây nhìn khiếp vậy? Thấy không? Ừ, cái áo. Phải không? Ừ. Có cái nhà thấy không? Hình như cái lá bùa chứ không phải cái áo đâu em. Bùa hả? Ừ. Một sao bùa mà có khi nào bùa trắng yếm gì đây ta? Không? Lá bùa hay gì trời? Lá bùa đó. Rồi, đúng rồi. Ai vô được không?
sao nhìn thấy ghê quá vậy? Đúng rồi, đâu phải cái áo đâu. Cái lá gì á, cái lá bùi gì á. Nhìn khiếp không? Có cái hình gì trời. Có cái hình gì nữa em thấy không? Có cái hình đó. Hình mà do họ treo lâu quá nó mờ bớt rồi, mình không thấy rõ. Thực ra mình cũng rất là tò mò như quý chị và con cô bác không biết. Leo mà thử không? Không được đâu em. Tại vì nếu mà thầy bùa họ trấn yểm cái gì đó, mình leo lên mình đụng vô á, là có thể mình sẽ bị dính. Và khi mình bị dính á, mà mình không tìm được cái người mà trấn yểm cái cây này á, là mình không gỡ được. Đúng rồi, mình sẽ bị luôn á. Và lúc nãy em thấy ghê không? Tự nhiên trên đường đi vô nhìn thấy khiếp hồn luôn không? Ừ. Đã vậy hai cái mộ này nó còn màu đỏ nữa. Quá ghê. Nãy em đi qua vị trí chùa bên đó có gì bên đó không? Có, bên dưới nó có cái cây lớn lắm. Nhưng mà không có, chưa có dám đi xuống. Chờ anh đi qua mới dám xuống. Vị trí cái chùa này hôm trước mình có đến đây khám phá vào lúc cỡ khoảng 6 giờ chiều á, thì mình có gặp một cái hiện tượng rất kỳ lạ. Đó là một cái bóng người phớt qua. Có luôn ha anh. Sao ghê vậy, nãy em đi lại gần là lạnh đó. Đúng rồi. Cái lại cái ngôi chùa này kiến trúc xây dựng rất là cổ kính nữa. Ở trên đó là bằng lợp xi măng, nên vì vậy khi mình đi vô trong đó, nó lạnh lắm. Và cái thời chiến ngày xưa, đây là một trong những cái vách tường này. Lúc nãy em đi vô em có thấy những cái lỗ thủng do đạn nó bắn không? Không thấy. Lỗ to to không? Hồi đó bị bắn lủng lỗ bự kia luôn hả? Đúng rồi. Cái vị trí này nói chung là ngày xưa trong cái thời chiến là giống như là tấm bia đó. Kìa. Nó mới cái lỗ lỗ bên tường đó. À thấy rồi, thấy rồi, thấy. Mà theo như lượng tôi chia sẻ thì cái con đường này nó là con đường dẫn đến vị trí cái hang. Nếu mình đi qua phải thì mình sẽ đi đến một cái hang động của một vị sư trước đây thuyền định ở trong đó. Và sau khi vị sư viên tịch thì cái hang động đó người ta đóng cửa lại. Rồi sau này có một cái vị sư cô lên đây ẩn tu ở trên này, cũng ở trong ngay cái hang động đó luôn. Do ở đây nó hoang vắng quá thì cái vị sư cô đó đã bị người ta lên đây hãm hiếp. Như thế giá nhiều người nghe tiếng kêu của sư cô đó nhưng mà người ta không có dám lên đây bởi vì ở đây nó hoang vắng quá. Rồi sau này địa phương không cho sư cô đó ở đây nữa, tại vì ở trên này vắng quá, lỡ như có chuyện gì xảy ra thì địa phương sẽ không chịu trách nhiệm, thì không có cho sư cô ở trên đó. Em có muốn đi xuống cái hang đó không? Đi xuống thử coi sao. Đi. Tại vì nghe anh nói cái vụ mà hãm hiếp gì thế ghê vậy. Đúng rồi. Tại vì ở trên này vắng quá mà. Anh có tiền gặp được cái sư cô đó không? Nghe nói là sư cô đó sau này không còn ở trên này nữa thì cũng không có dám gặp người đời, kiểu giống như là đi tu mà bị những người sở khanh họ làm như vậy đó. À. Có cái miếu không? Miếu này là miếu gì em biết không? Thường thường có thờ thổ thần. Rồi phía bên này cũng có miếu nữa này nha. Đây, con rắn hay gì trời. Nó rút đi khách hồn vậy. Có không? Có mới rút vô trong này. Đó, em thấy trên cái vách tường không? Những cái lỗ thủng to to em thấy không? À. Đó là những cái vết đạn ngày xưa đó. Rõ không? Rõ to tà bá luôn nè. Chùa này có lâu đời lắm rồi. Mà theo như ông bà ngày xưa chia sẻ là không phải bằng xi măng đâu, hình như nghe nói là lấy đường thúc nốt phải không? Đường thúc nốt pha với cát. Anh chỉ nghe nói thôi, em là dân địa phương này thì cái đó chắc em biết mà đúng không? Có, đúng. Là lấy đường thúc nốt trộn chung với cát đúng không? Ừ. Có rất là nhiều ngôi nhà ngày xưa người ta sử dụng cái đó. Nhưng mà nó vẫn kiên cố đến giờ này ha. Ừ. Có một số vết thì cũng được trùng tu lại mới. Thôi coi chừng con gì nó cắn nha anh trai. Rồi. Trên cây nó có con gì nó giống con sâu, ghê lắm kìa. Con này gì ghê ta. Đừng có cắn đó. Khiếp thiệt. Em không biết con này hả? Không.
không biết, lần đầu tiên mới gặp nó luôn, mới sợ. Con bò xít không ta? Leo cây nhãn. Hồi con bò xít mình nó có màu đen mà đó. Con này cái gì? Màu đen dẹp mà con này sao con gì á? Đâu phải con ve đâu. Không phải. Coi chừng nó có độc đó nè. Không biết có khi nào nằm dưới cái tán cây to này không? Tán cây này hả? Ờ. Lúc nãy mình nghe ông Tư nói là nó nằm dưới một cái vách đá thẳng đứng, và dưới cái vách, trên cái vách đá nó là có một cái thân cây rất là to. Đúng. Cây rồi. Này thì anh nghĩ nó không có đến nỗi to đâu. Cây này như cây gòn phải không? Có cây này gì đó. Có cái này, cây này cái bình linh. Hôm nay quay trở lại đây khám phá cái hang động rắn hổ hùm, thì mình sẽ quay trở lại cái vị trí mà trước đây một vị sư ẩn tu, cũng như là vị trí mà vị sư cô đã từng bị làm nhục tại đây. Em đứng đây em nhìn thấy hang không? Hang đâu anh? Sao mà thấy được? Thì bên kia là vị trí tổ đình Phi Lai, bà con cô bác anh chị. Đó, mình đang đứng ở trên đỉnh núi Voi. Vị trí này cũng có thể gọi là đỉnh cao nhất rồi. Ở bên kia là tổ đình Phi Lai. Ở phía sau lưng của mình cũng có một cái miếu Vũ Sơn Kỳ Hương Cốc Thầy. Mặc dù là ở trên này không có ai tới lui, nhưng mà em thấy cái vị trí này sạch sẽ đúng không? Đúng rồi. Không có rác rến gì hết. Chỗ này là chỗ của ông Mười tu thì hả? Em làm sao biết được chỗ đó? Vậy hả? Đâu em đi qua vị trí này nè. Đó. Xong cái em quay ngược lại hướng bên này coi. Em thấy gì không? Ý, mô Phật. Thôi ơi. Mới nghe tiếng động đúng không? Có. Ý mô Phật. Trời ơi. Cái gì vậy? Ta. Chuyện đó mình phải chơi trần. Gì dưới vậy? Nguyên bóng đen xì dưới đó. Với cái gì trọng á? Giỡn hoài em. Nói thiệt, giỡn ốc bên mấy cái mặt còn giỡn ốc. Mày giỡn gì anh? Không giỡn thiệt đâu đó, không đùa đâu đó. Anh á thì anh nghe tiếng cái cốc thiệt. Có một cái bóng đen xì luôn. Lần em trước thì mình cũng đến đây mình khám phá rồi. Trời. Nhưng mà mình gặp cái hiện tượng lạ không phải là ở trong cái cốc này, mà mình gặp ở trong đây. Trời. Trời. Tới giờ mà dựng ốc còn dựng nè ông ơi. Ôi, lông tay lông chân dựng giáo luôn nè. Đâu trời. Hồi nãy tới đây nó bay. Trên đây này sẹt xuống dưới cốc đó. Em xì luôn. Cốc này có tên là Phi Vân Động nha bà con cô bác anh chị. Có mùi gì? Phải không? Có bóng đèn hả? Dơi. Dồi vậy là chắc con dơi nãy vậy anh ơi. Dơi bự lắm. Hàng chi nó làm em hết hồn, gặp có bóng đèn xì luôn. Mình thấy đây có chiếc hộp quẹt nữa. Và có nhân mùi dầu, hình như là buổi tối có ai đến đây thắp đèn hay sao á. Vô được anh. Tư chia sẻ là ở đây có một cái đường hầm. Ê mô Phật, mua con gì mới bay chút. Dơi. Phóng vô lỗ đó. Dơi. Dơi sao phóng vô lỗ được? Cái chỗ này là chỗ ông Tư chia sẻ là đây có một cái đường hầm bí mật nè. Vậy hả? Ở sao đi xuống thử đi. Sao mà nó phóng vô đó được ta? Con dơi nó bay xuống đó ta. Đó. Trời ơi. Trời. Từ từ nha. Ui. Nó có mùi dầu ha. Cái hang sâu quá trời sâu luôn. Có khi nào là hổ hùm nước trên đó không ta? Thôi đừng có bày, nó bày nguy hiểm lắm. Không, đây là cái hang của một vị sư thiền định thôi.
hang hổ hùm là khác nữa, lát nữa mình sẽ đi qua cái hang hổ hùm. Chứ là mình giả định nhiều khi nó đi ăn á. Thì ăn nó vô tay hả? Ừ. Cái hang này cũng xong rồi thấy không? Nhiều khi hang động bên này nó thông qua hang động bên kia nó không chừng. Nãy bốn ngàn bay này nè. Ở dưới này chắc dây chuột nhiều lắm luôn á. Nguyên một cái hầm to kìa ha. Nhưng mà không biết nha, ai đã đập đi cái này nè. Chứ không phải là một đâu. Nếu nó một là một hết rồi đúng không? Đúng rồi. Này ai đập nè. Mà không biết ở bên dưới này có gì hay không. Em chui ở dưới thử coi. Nó một hả? Vô xuống này không được đâu. Chỗ này mình nghĩ là người xưa ổng ngồi đây. Có cái bàn nè. Dấu đạn bắn hay gì đó. Giống lắm anh. Chứ tự nhiên sao đâu lỗ nhiều à. Đúng à. Ở trên tường này có ghi một vài ký tự nè. Nhưng mà sao ghi bằng tiếng Anh ta. Bằng tiếng Anh đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà nó cũng không có nghĩa nữa. Ruby. Mình chỉ đọc được duy nhất là chữ Ruby thôi. Và mình nghe nói là Ruby, okay, còn... yeah, yeah. Ruby nó còn quý hơn là kim cương nữa. Thấy rồi. Từng bài chỗ nghe bài chỗ trúng tôi đã nghe không giờ này. Trúng thiệt á. Trúng nó đu mắng á trời. Em sợ dơi hả? Không có sợ dơi mà sợ nó bay trúng mình á. Ồ, thầy còn cái hang gần anh ơi. Cái hang này láng lắm luôn nè. Chui vô được. Bên chỗ này có một cái bàn thờ tô đỏ ha. Thấy không? Thấy tô đỏ không? À. Rồi cái hang này to quá em. Có dấu chui ra chui vô láng luôn đó, láng luôn đó. Thôi, sao trong đó có xương con gì nữa kìa? Cái gì mà hoặc? Đâu? Đó. Ôi, dơ quá trời dơ rồi. Ôi, cái hàng này có còn gì để chui vô trỏng em ơi. Lát nào à. Thấy không? Con láng từ ngoài tháng vô thiệt luôn. Ê, một thật con gì. Gì trời? Ủa, ai đi trên đầu mình đó ta? Có người đi. Nghe cái bụp á. Đúng không? Đúng rồi, mình nghe bộp bộp trên đầu mình á. Có ai không? Không thấy. Nghe tiếng đi bộp bộp trên đầu mình luôn á. Cái vị trí hang này nó thông qua bên đó luôn nè, em thấy không kìa? Mình coi lá ngò luôn kìa. Đúng không? Kiểu giống như là có một cái con gì đó nó lết kìa. Ốc chết quá chừng phía bên trong luôn, thấy không? Đúng rồi. Không, cái lan này khác, cái chỗ này có thiệt tướng. Anh thấy có bộ xương con gì chổng mà. Nhưng mà nãy giờ mình đi có ai theo dõi mình không ta? Mình bị có. Rõ ràng là nghe cái tiếng sọp sọp ở trên trên đầu mình á. Là ở phía trên này nè. Có khi nào ông không mừ. Bắt đầu cảm thấy hoang mang rồi đó bà con cô bác anh chị. Nhưng mà mình sẽ đi lại vị trí cái hang này một lần nữa. Đâu em dội đèn vô coi. Hàng láng lắm. Thấy không, mấy cái vách đá kìa em thấy không? Láng o luôn rồi thấy không? Coi dấu bò lên á, thấy không? Đúng rồi, láng mà bò lên á. Sâu trong dữ lắm luôn. Nhìn không thấy đáy luôn mà. Ừ. Ủa sao mấy dơ mất tiêu chưa này? Rồi. Con gì nó ăn heo vô mất tiêu chưa này? Còn mất tiêu chưa này? Cái hàng này bảo đảm có luôn á. Lăn ó luôn mà. Khiếp thịt. Cái mùi gì ông ơi? Mùi gì mấy mùi dầu đâu? Tanh tanh đúng không? Ừ.
bắt đầu anh cảm thấy có một cái sự nguy hiểm nó đang rình rập rồi đó. Một con dĩ hang này có không? Có. Lớn nhỏ mình còn chưa biết. Anh thấy lán là anh nghi rồi đó. Và tất cả các hang này nó thông nhau hết luôn, thấy không? Bên này nữa nè. Anh nghĩ thế nào nó cũng sẽ thông qua cái vị trí cái hang mà ông Tư cũng chỉ mình luôn á. Theo như ông Tư chia sẻ là khi mà cái hang nằm phía bên này á, vậy là cái hang hổ hùm nó sẽ nằm nghịch so với cái hướng chùa, nó sẽ nằm phía bên kia. Bây giờ mình sẽ đi ngược qua hướng bên kia đây. Nhất định là hôm nay mình sẽ tìm thấy được hang rắn hổ hùm. Đây, sẵn nhân tiện mình lên trên đây mình coi cái nãy. Nãy có tiếng bước chân trên đầu mình. Tiếng rõ ràng luôn trời. Tiếng này đi cái bụp chết á. Nghe tiếng bước chân dưới đây nè, rọp rọp trên đầu mình luôn á. Là ngay tại vị trí này. Không lẽ trên này nó còn cái một cái mật đạo nó thông nữa. Chứ nếu mà tảng đá nó nguyên tảng nó to như thế này, cho dù là có cố nhảy cũng sẽ không khi nào mà nghe được cái tiếng động nó nằm kế bên cái lỗ tai mình được. Vậy là ở trên ngay chỗ từ cái khoảng cách này xuống tới vị trí mà lúc nãy mình cung cơm bên trong đó là nó phải có một cái mật thất gì nữa, một cái mật đạo nữa. Khi mà có một cái con vật hay có cái gì trong đó nó làm rọp rọp ở trong mình mới nghe được, đúng không? Chứ cái này nó dạy gì sao mình nghe được? Không nghe đâu, cho anh đứng anh dậm thử coi, không nghe đâu. Hoặc là có ai đó đang giỡn với mình. Có nghĩa là người phước mặt hả? Cũng có thể là như vậy. Tâm linh không có đùa được đâu. Thôi mình sẽ tiếp tục đi cái vị trí cái hang đi. Ô, cái này cái hang ở đây, cái này thông dưới nè anh à. Có không? Có, láng khủng khiếp luôn. Hang cổ luôn. Đúng rồi, láng o luôn thấy không? Ừ. Và nãy anh nói trên này thế nào cũng có một cái mật thất ở trên này à. Kiểu như không phải là cái mật thất mà giống như là một cái khoảng trống rất là to. Nó bự á, hiểu không? Ừ. Rộng á. Ê, cái vỏ rắn kìa. Coi da rắn luôn đó, thấy không? Nè. Dạ, coi rừng rắn con đó. Rắn con chứ gì nữa. Nè, cái vỏ rắn nè. Có thể là rắn con á. Ở trong hang này ra nè ha. Chắc có lẽ là vậy. Tại vì những con rắn nó trú ngụ ở đâu là sẽ lột da ngay chỗ đó. Ghê với trời. Sao mà chung vô hang da cái tự nhiên cái nó bị bần hoàng, nó bị cái cay con mắt đó. Giờ em còn đi nổi nữa không? Sao đi bây giờ đi tìm hang hổ hùm cái gì? Đi tìm hang hổ hùm chứ. Chứ lẽ mình đi đến đây rồi mình bỏ cuộc. Vị trí nằm ở đâu mình chưa xác định được nữa nè. Thật ra lúc nãy mình vô hang Phi Vân Động này á, là do lần trước mình đã từng đi rồi nên mình tự tin. Chứ nếu mà đi vô hang rắn hổ hùm á thì có thể là hai anh em mình sẽ phải chậm rãi và đứng phía bên ngoài quan sát thử coi như thế nào. Theo lời ông Tư chia sẻ là hang rắn hổ hùm á, cái hơi độc của nó rất là kinh khủng. Ta mua hạt. Yeah. Ý, trời. Mấy cái trái cây mà nó có cái da cốc sằng sự, tưởng là con rắn mà nó đưa xuống trời. Ủa, trái này trái gì lá ha? Mà nó có cái da nhìn giống rắn luôn á. Đúng thật, khi mình nhìn sơ ngang qua này mình tưởng đâu là da rắn hổ mây á. Ừ. Y chang luôn. Đây là. Cũng trễ rồi, thôi mình đi. Cái hang này nó có cái gì mà nó cay mắt anh thiệt luôn á trời. Cay hả? Cay. Vô rồi ra nó bị cay mắt. Ôi mà sao nãy cái con dơi nó mất tiêu anh? Bên kia có gốc cây to kìa, phải không? À đúng rồi. Đúng rồi. Cây đó là bự nhất rồi. Một hoặc cái gì vậy? Trời ơi.
đi với ngọn cây á. Có khi nào gặp không trời? Đi xào xào ngọn cây á. Mình thấy gì đâu, mình nghe khúc này nè. Ừ. Mà khi mình lại đây thì không có gì. Chuyến đi lần này có một cái cảm giác gì đó bất an hay gì? Đúng rồi. Mà tôi không cái đó. Cây này to dữ trời. Trước giờ không có là 1 tháng 6 rồi mà chưa? Chưa, em chưa có vô tới đây. Đúng rồi, cây này to thiệt. Cây này là cái gì em biết không? Cây này em không biết à. Chắc cây rừng đó. Sao đây có cái hang được ta? Sao đây có cái cây mà không có cái hang ta? Cái gì mới rớt xuống à? Cái tiếng giống như là có một cái vật nặng gì đó nó làm gãy một cái cây á. Tại có cái vách nè đây. Kìa. Dưới đang đá bự đó. Có một vài con bọ. Đây đúng có một cái vách này đúng không? Có cái vách đá. Sao đây có nhiều cây lưỡi hùng dữ ta? Cây này là cái gì? Lưỡi hùng. Phải vị trí gắn ngô hùng ở đây không ta mà sao nhiều cây lưỡi hùng dữ vậy? Mình thấy gốc cây bên kia kìa. Thấy không? Ờ. Hèn quá trình luôn thấy không? Có con dĩ phanh trên hả? Ý không phải, ngoài khoảng cái nụ cây. Ủa mà sao tự nhiên gốc cây nó có cái hang to dữ vậy? Ừ. Ghê không? Cái đó gốc cây có cái hang không? Cột hàng nó có cái con giống như cái con gì nó nằm phanh trên đúng không? Ừ. Để mình tìm đường đi qua phía bên đó coi. Hù láng lắm quên. Ừ. Đi đi đi. To lắm nha. Đi mình tìm đường qua phía bên cây đó coi. Chỗ này nguy hiểm quá. Sao bữa nay mình đi khám phá hoài mà bữa nay mình thấy hơi bị sợ sợ lần sau trời. Thấy gì không? Ừ. Thấy không? Thấy. Con người ta lưới thấy không? Sao trên đây đang lưới trời? Lưới rắn rồi. Trời nói cũng biết lưới rắn rồi. Chỗ này rắn nhiều lắm nè. Thấy không? Ừ. Coi có dính con nào. Một vài vị trí ở trong những cái hốc đá rất là láng. Còn phía bên gốc cây bà con cô bác anh chị có thể nhìn thấy một cái hang rất là to ở trong cái gốc cây. Anh nghĩ là cái bọng nó sẽ xuyên xuống lòng đất luôn á.
nước á, cái nước nó sẽ đi xuống hoài, nước mưa nó thối đi xuống hoài và cái hang nó sẽ rất là sâu. Sao vô cái tay sợ sợ không? Sợ không? Hưởng ứng một chút xíu. Một phần. Chắc hàng nó quá em mời. Anh thấy lén quá. Dưới này có hố đá sâu nè. Đúng rồi. Kìa. Ôi kìa. Phải không? Phải cái hang mà anh tôi nói không? Không, hang tôi nó bự lắm. Láng lắm nha. Đi vô thử. Mấy cây lưỡi hùng này đi qua có sâu không? Không, nó không có độc. Nó láng ngọ luôn em ơi. Cái gì? Anh không nói đùa đâu kìa, em coi kìa. Trời ơi. Mô Phật. Sâu quá. Ủa sâu quá, không dám lội vô luôn á. Không thấy đáy luôn, thấy không? Ừ. Nó ngon luôn. Cái hang này hang nghiêng ngang, hang xéo xéo. Ủa, nó không có ở đây đâu. Không thấy đáy rồi. Thấy chưa? Có thể đây là vị trí mà nó phanh á. À. Khi mà nó đi ăn xong về nó nằm nó phanh á. Nó ngon luôn, thấy không? Đúng rồi. Có khi nào nó ở trong cái cây thị này không? Cái này là cái gì? Cái thị. Chắc không? Chắc. Đứng xa xa em dội vô. Mô Phật em dám dội vô trên nha. Anh đứng ở đồ xác anh dám dội luôn nha. Nguy hiểm quá. Coi chừng cái hơi độc của nó. Đúng rồi. Thấy gì không? Không thấy gì hết. Ghê trời. Chưa bao giờ mình có cảm giác. Một phần. Gì trắng. Wow. Có. Con cưa trong á. Không thấy đáy luôn nè. Thấy không? Ừ. Đưa máy vô sát tôi không thấy luôn. Bà nãy có gì trắng cười á, thó lên ló lên á. Hàng này không thấy đáy luôn nè. Nó trọng láng tay chứ. Tay vô thử coi. Thôi. Đừng đùa. Hàng này không thấy đáy luôn nha bà con. Ui đây có hàng nữa rồi. Nào. Đây có hàng nữa nè. Theo như mình quan sát đó là ở đây duy nhất chỉ có một cái vách này là có nhiều cái tảng đá lớn nè. Mà nãy giờ mình chưa tìm thấy cái hang mà ông Tư cũng chia sẻ. Có khi nào nó nằm dài dài dưới vách này không ta? Chỗ này có hang bự lắm nè. Xuống được không? Đi qua cái này xuống đi chứ. Nhảy xuống cái nữa là có luôn á. Thôi anh xuống đi, em không xuống đâu. Đi luôn đi. Thôi em không xuống đâu. Nguy hiểm lắm. Cảm ơn nó khè độc chứ, nguy hiểm lắm. Đừng vô. Đừng vô, nguy hiểm lắm. Kìa. Đứng xa xa ra. Nó đi tới đây rồi mình không đi nữa. Bà con có bác chị. Nó mình nhát á. Thấy chưa? Ui dạ, mô. Khủng khiếp.
cái gì? Từ 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 từ, nguy hiểm nha, hơi độc của nó đó. Dạ. Cái chỗ này nó láng ghê không? Có cái dấu bò hả? Kìa kìa, đúng rồi cái hang đó kìa. Đâu đâu đâu? Đây nè. Đâu? Đây đây, em qua bên này, em qua bên này. Cẩn thận nha em. Kìa. Đó. Ừ, láng, láng ghê lắm luôn. Anh bị gai tre móc à. Ui da, ui da. Quay cái máy xa quá, nhà nó nhỏ, hang miệng nhỏ, hang nhỏ. Đâu dám đứng gần đâu. Không, cái chỗ này là có đường đi của nó nè, nó ngon nè, thấy không nè. Đây nè. Đúng. Còn rồi. Phía trên nó ngon, thấy không? Ủa gai gì nó đông tè leo vậy? Dạ, trời ơi, ký. Anh bị gai đâm rồi. Gai mất có. Ê, hình quá. Gai này đâm có sao không em? Không. Ủa rồi, cái hang láng kìa, thấy không? Xa xa ra anh ơi. Đặt máy xa xa như đi, kệ, quay nhỏ nhỏ kệ đi, chứ quay gần có nguy hiểm lắm. Từ nó có cái hơi nó có độc á. Nhưng mà nếu tính ra cái vị trí cái hang đó nó cũng chưa phải là cái hang mọi người chia sẻ. Nó hơi nhỏ phải không? Ừ. Có khi nào bị lấp lại không ta? Chứ nếu mình, nếu là cái hang đó thì mình đã nhìn thấy à. Dạ, trời ơi. Không thể tưởng tượng nổi luôn, đi tìm cái hang gắn luôn, bữa nay lọt tới đây luôn. Không thấy cái hang luôn. Có nhiều dấu vết. Mình nhìn thấy những cái dấu vết đi láng to lắm. Ê Tân. Hả? Anh có suy nghĩ rồi, không biết em có giống suy nghĩ với anh không? Phải đứng lên anh Tình ơi. Gì? Cuốn, cuốn lần sau. Tò mò, bị thắc mắc quá. Anh lên đi, em không dám lên đâu. Để em đứng dưới đi. Chứ anh bị cuốn quá. Anh không thể dừng lại được. Cái dấu này cả nhà mình thấy nè. Đây, nó láng. Cái gì, cái gì? Mô Phật. Đâu? Ở dưới có cây không? Trời ơi. Ù láng quá cả nhà ơi. Láng o luôn, mà bự nữa. Ờ, nó đi vô từ cái cây thị luôn. Có cái mùi gì ta? Đây nè, con có bán chịu xem nè. Nó láng kinh khủng luôn. Theo như lời chia sẻ của ông Tư, từ vị trí hang động Phi Thiên Vân cách với vị trí hang rắn Hậu Hùm thì nó cách nhau cả khoảng 50m, và nãy giờ là mình đã đi đúng cái vị trí mà ông Tư chia sẻ. Mình không nhìn thấy được cái hang khổng lồ, nhưng mà mình sẽ nhìn thấy được những cái hang với cái diện tích, nếu như mà một rắn hay là chăn gì đó mà cỡ khoảng cái thùng phi thì có thể chui vào lọt. Nhưng mà cái hang khổng lồ thì mình không nhìn thấy, nhưng mà mình có nhìn thấy vị trí những ngôi mộ nằm trên cái tảng đá. Có thể đó là một trong những cái hang động khổng lồ, nhưng mà người ta đã xây dựng cái ngôi mộ lên và lấp vị trí cái hang đó lại à. Đúng không? Tại vì nó nằm treo leo trên vách đá luôn đây. Khi mình đứng dậy là mình sẽ nhìn thấy vị trí đó, cái ngôi mộ theo hướng tây của mình đó, nằm trên cái tảng đá đó. Thì có thể là anh có khi nào cái cây này sau mười mấy năm nó tràn cái hang vắng này nó nhỏ lại không anh? Tại vì cái thân cây nó ngàn lớn, cái rễ nó ngàn bám xuống, nó đẹp, nó có cái lực ép, nó đè cái số đá. Cũng có thể là giả thuyết đó, nhưng mà cái giả thuyết của anh đó là có thể người ta đã
xây dựng cái phần mộ ở trên cái hang động đó. Mục đích là người ta có thể là chung, các thứ hai nữa là người ta có thể lắp cái hang đó lại để cho nó bớt nguy hiểm. Tại vì cái hang đó nó to quá, khi mà chó mèo hoặc là người ta không biết, có thể là những bạn trẻ háu thắng chui vào trong đó là có thể bị chết bởi những cái khí độc của con rắn nó phát ra, đúng không? Đúng rồi. Cũng có thể, hoặc là cũng có thể là giả định của em là cây nó to quá, nó mọc chắn ngang cái hang nên cái hang còn nhỏ lại. Nhưng mà mình biết ở đây là rắn to là có thiệt nha, tại vì nãy giờ mình đi vị trí nào cũng có cái dấu lết rắn o hết. Thì tới đây hai anh em đuối ghê luôn á. Sao nãy mình, ủa? Vô mình thấy, mình đi ra mình đã thấy nè. Ôi ấy, sao có cái mùi mới có không? Có mùi nặng lắm. Không, anh đi vô, em có đeo khẩu trang, anh đi vô đi. Em láng lắm nha, quỳ lắm nha. Rồi. Ê, nãy mình đi vô thì mình không thấy, nhưng mà trên đường đi ra thì mình lại có cái vách này nha. Cái hang này. Ê, cẩn thận bưng. Có ai dùn vô đó mà người ta bỏ chạy hay gì kìa, có dấu cắt trên kìa. Có một đống dấu chạch cây kìa, có gì đó. Dấu chạch cây người ta bỏ nè. Ừ. Nguy hiểm quá, tao bỏ chạy hay gì á. Có gì không? Ở đây nó có cái mùi gì rất lạ quá. Ừ, ở ngoài đây là có mùi nè. Em không có đeo khẩu trang, em đứng ngoài đi. Rồi em thấy cái hang kìa. Đâu? Tà bá luôn. Tội ghê hả? Cái hàng đó em chui vô còn được á. Trời. Từ từ nha, ông Tư, nó có độc với anh. Cái hàng đó kìa. Ở cái hàng. Cũng khiếp luôn, nằm dưới cái hốc đá kìa. Trời ơi. Ôi, cái mùi hôi quá anh ơi. Cái mùi rộng ra tới đây đó là mùi nặng hơn rồi đó. Cái mùi nặng vậy sao dám vô? Ra đi nơi nuôi. Cái mùi nặng lắm, tại vì cái nó có độc đó. Mà nó lết lắng o luôn em ơi. Lết lắng o luôn kìa. Đào không? Hả? Đào hang ra không? Trời thôi, chở ngoài anh. Dạ? Có gì không? Vậy? Hả? Cho em coi nè. Cái gì? Cho em coi nè. Cái hang ghê lắm. Nè. Thấy không? Nè. Thấy không? Trời ơi, trời, kháng bự kìa. Thấy ghê chưa? Nè, thấy không? Thấy không? Em ở chổng đi, em đi về trước đó. Từ từ á. Từ từ. Ui á. Mình em chắc em đâu dám đi vô đây hả? Ê, sao tới đây hết mùi rồi? Đúng rồi. Nãy đi vô trong. Ở trong đó nó có cái mùi gì lạ lạ quá, tao nó hôi dình quá à. Kiểu giống như con gì chết mà để lâu ngày hay sao. Hồi nãy hả? Ừ. Hay là ốc ở trong đó nó chết nhiều không biết nữa. Không phải là cái mùi nó phải ốc. Ốc thì nó thối thôi, mình biết chứ. Có tiếng gì á? Có thể chứ, đi quay tâm linh á. Tôi cũng chưa bao giờ đáng sợ bằng đi khám phá này luôn. Kiểu giống như đi vô rừng, vô núi. Đâu có biết trên này có con gì đâu. Mình còn chưa biết trên này có gì nữa, chưa biết trên này có cây gì nữa. Còn mình đi khám phá tâm linh, mình đi biết mình đi tới cái nhà quan đó, hoặc là mình đi tới cái nghĩa địa đó, đúng không? Thì mình chuẩn bị sẵn cái tâm lý rồi. Còn mình đi lên rừng, lên núi, mình không biết ở trên này nó có gì luôn. Lâu lâu nãy đi, không biết gì làm, lâu lâu làm bập. Ở đây có cái hàng to thiệt. Về sách suốt cốt sẻn da đầu à. Thôi đừng có đùa, đùa không được đâu. Được chứ bộ. Thôi tao có cái mùi khó chịu nãy luôn á, tao thiệt luôn á. Thôi về em nè. Cô bác ơi, có lẽ mình tạm đi video nha cô bác. Giờ hai anh em không dám đi ở vòng vòng đây nữa. Tại vì nó có cái mùi khá là đặc biệt chỗ cái hang hồi nãy. Mày mốt mình đi khám phá rừng, khám phá núi á, là mình phải kiếm thêm 5-7 người nữa mình đi mới an toàn. An toàn. Cái đó là do mình sợ quá hay là sao không biết. Có đâu. Em nói em nghe, em đi khám phá nghĩa địa hay là em đi khám phá tâm linh nhà quan đúng không?
khi mà em đi khám phá chỗ đó em chuẩn bị, em biết em đi có một chỗ em chuẩn bị tâm lý rồi. Đúng rồi. Còn em đi lên rừng em núi em chưa biết trên này có gì đó. Ngay cái cây đơn giản mình còn không biết nữa, giờ đi vô nhìn thấy cái cây giống vậy, vừa nãy không biết làm sao tự nhiên làm cái rắc, rồi lâu lâu có cái này cái kia, nọ mình nghe cái tiếng con khỉ nó kêu không là mình cũng ớn ớn à. Đúng rồi. Thôi về nha. Đây là một trong những cái bộ môn không dành cho người yếu tim đâu.